Mỹ chưa chính thức tuyên chiến với Nga, nhưng chiến trường ở Ukraine là một trường hợp kinh điển của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm được tiến hành mà không có tuyên bố chính thức. Càng gần đến cột mốc một năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, không có vấn đề nào quan trọng đối với sự tồn tại của Ukraine hơn dòng viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác. Điều quan trọng là phải đặt viện trợ của Mỹ cho Ukraine trong bối cảnh cả về mặt lịch sử và so sánh với các cam kết viện trợ quân sự hiện tại khác của Mỹ trên toàn thế giới. Như vậy sẽ có thể trả lời một câu hỏi quan trọng: liệu Mỹ có sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài, hay cam kết chi tiêu ở mức cao kỷ lục của họ sẽ bị đảo ngược trong bối cảnh lạm phát tăng, chính trị nội bộ phân cực và cả bê bối tham nhũng ở Ukraine? Bình luận quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận về điều này với chủ đề: Mỹ có thể viện trợ cho Ukraine đến bao giờ? Tốc độ và số lượng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine nói lên một câu chuyện về cách Mỹ và các đồng minh của họ nhìn nhận các lợi ích trong kết quả của cuộc chiến. Tổng cộng, Mỹ đã phê duyệt khoản viện trợ khoảng 50 tỷ USD cho Ukraine vào năm 2022, gồm viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính. Khoảng một nửa số tiền đó, tương đương 29,4 tỷ USD, được dùng cho chi tiêu quân sự. Con số này thấp hơn rất nhiều so với viện trợ quân sự của Mỹ cho Israel, quốc gia lâu năm nhận viện trợ quân sự hàng đầu từ Mỹ, vào năm 2020 là 3,8 tỷ USD. Tác động lâu dài của viện trợ quân sự của Mỹ và NATO đối với các cuộc chiến ở Ukraine vẫn chưa chắc chắn, nhưng rõ ràng là sự hỗ trợ của tình báo Mỹ và vũ khí tiên tiến làm tổn hại nghiêm trọng đến cơ hội của Nga trên chiến trường. Phần lớn khoản viện trợ mà Mỹ đã hứa cho Ukraine sẽ được giải ngân trong một thời gian dài. Hầu hết số tiền mới mà Mỹ hứa với Ukraine sẽ được chi tiêu vào năm 2025, nhưng một số sẽ không được chi cho đến năm 2030. Khung thời gian dài hạn này cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ có kế hoạch giúp Ukraine xây dựng lại quân đội, ngay cả khi chiến tranh kết thúc trong thời gian ngắn. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Đây là một động thái quan trọng cho tiềm năng về một đợt tiếp viện xe tăng đồng loạt của phương Tây cho Ukraine, vì thỏa thuận xuất khẩu của Đức buộc Berlin phải phê chuẩn trước khi các nước khác có thể cung cấp xe tăng Leopard cho Kiev. Cùng ngày, phía Mỹ, Tổng thống Joe Biden cũng nhất trí cung cấp 31 chiếc xe tăng M1 Abrams cho Ukraine. Lầu Năm Góc cũng tuyên bố tăng gấp 6 lần sản lượng đạn pháo hạng nặng để đáp ứng nhu cầu tại Ukraine. Theo thống kê của Financial Times, các thông tin công khai tới nay cho thấy Ukraine đang kỳ vọng có 31 chiếc M1 Abrams từ Mỹ, 14 chiếc Leopard 2 từ Đức, 14 chiếc Leopard 2 từ Ba Lan và 14 chiếc Challenger 2 từ Vương quốc Anh. Trước đó, trong mọi bài phát biểu, Tổng thống Ukraine Zelensky luôn đề cập và kêu gọi phương Tây nhanh chóng gửi xe tăng hiện đại tới Ukraine. Thậm chí, không ít lần, ông Zelensky còn lên tiếng chỉ trích các nước đồng minh vì sự chậm trễ. Vậy vì sao xe tăng lại quan trọng như vậy với Ukraine? Trên chiến trường hiện nay, xe tăng đóng vai trò quan trọng cho mục tiêu của Ukraine trong việc chọc thủng phòng tuyến của Nga để giành lại lãnh thổ. Giới chức Ukraine tin rằng khoảng 300 chiếc xe tăng tiên tiến nhất từ phương Tây, đặc biệt các mẫu như Leopard và Abrams, sẽ cho phép Ukraine thay đổi cục diện chiến sự. Còn tờ Politico của Mỹ đánh giá rằng xe tăng của phương Tây sẽ là yếu tố thay đổi vị thế của Ukraine trong xung đột với Nga. Ukraine đang sử dụng những chiếc xe tăng từ thời Liên Xô trong kho vũ khí. Do đó, xe tăng Leopard 2 hay xe tăng M1 Abrams có tính cơ động cao hơn, có độ chính xác và tầm bắn xa hơn so với xe tăng cũ của Liên Xô. Chúng cũng hiệu quả hơn trong việc bảo vệ quân đội so với các loại xe tăng cũ hoặc xe chiến đấu bộ binh
trong bối cảnh Ukraine liên tục hứng chịu nhiều tổn thất trên chiến trường. Về lý thuyết, lực lượng xe tăng mạnh mẽ sẽ giúp Ukraine giành lại lãnh thổ trên đất liền tại Donetsk, Luhansk và Zaporizhia. Khu vực miền nam Ukraine cũng được đánh giá có địa hình bằng phẳng phù hợp với xe tăng. Với những chiếc xe tăng tiên tiến, Ukraine hy vọng sẽ triển khai tốt các hoạt động kết hợp với bộ binh và pháo binh khi tái chiếm lãnh thổ. Việc chuyển giao xe tăng của phương Tây cũng sẽ củng cố kho vũ khí của Ukraine. Cho đến nay, quân đội Ukraine vẫn dựa vào những chiếc xe tăng T-72 thế hệ cũ từ thời Liên Xô. Vốn dĩ, Mỹ và các nước phương Tây như Đức, Anh đã rất chần chừ trong việc quyết định gửi xe tăng hiện đại cho Ukraine. Như chúng tôi đã đề cập ở những video trước, những chiếc xe tăng made in phương Tây sẽ đi kèm với những thách thức hậu cần như bảo trì, nguồn cung cấp thay thế phụ tùng. Do đó, sẽ trở thành gánh nặng hậu cần tại Ukraine. Thêm nữa, phải mất rất nhiều thời gian để huấn luyện lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng thành thạo những loại xe tăng hiện đại này. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất, Mỹ hay Đức do dự, một phần nó sẽ là động thái khiến căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga. Sự đoàn kết của phương Tây trong vấn đề xe tăng cũng gợi lên cảm giác cuộc chiến Ukraine đang mở rộng thành liên minh Mỹ-Châu Âu đấu với Nga. Một lý do nữa khiến Mỹ và đồng minh chần chừ gửi xe tăng là bởi bê bối tham nhũng ở Ukraine. Chỉ trong 2 ngày 24 và 25 tháng 1, hơn chục quan chức của Ukraine bị cách chức. Trong đó có một thứ trưởng quốc phòng, một phó tổng công tố, một phó chánh văn phòng tổng thống. Tỉnh trưởng của 5 tỉnh bao gồm một số nơi giao tranh ác liệt như Kherson và Zaporizhia cũng nằm trong danh sách. Những người này từng đóng vai trò trung gian liên lạc giữa quân đội và chính quyền dân sự được Tổng thống Zelensky chỉ định. Nguyên nhân cụ thể của sự việc cách chức này không được đưa ra. Tuy nhiên, dư luận sục sôi cho rằng một vài người trong số này đã dính vào cáo buộc tham nhũng và tiêu xài hoang phí trong lúc đất nước khốn khó. Làn sóng phẫn nộ này bắt đầu khi Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine bắt một thứ trưởng phụ trách cơ sở hạ tầng. Người này được cho là đã nhận hối lộ 400.000 USD từ một công ty đang muốn cung cấp cho chính phủ các máy phát điện. Sự cải tổ bộ máy diễn ra khẩn trương khi Ukraine đang vận động hành lang mạnh mẽ để các nước phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại như xe tăng. Dù chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ bê bối thu mua lương thực cao hơn giá bình thường của quân đội Ukraine liên quan đến việc biển thủ viện trợ quân sự của phương Tây, song việc cách chức các quan chức cho thấy nỗ lực của Tổng thống Zelensky trong việc cải tổ chính phủ và cố gắng trấn an các đồng minh rằng chính phủ của ông sẽ không khoan nhượng đối với hành vi hối lộ, tham nhũng. Theo tờ New York Times, Tổng thống Zelensky là người hiểu rõ hơn ai hết chỉ một số vụ tham nhũng cũng có thể làm chậm lại dòng chảy vũ khí và tài chính từ phương Tây. Một cựu quan chức Ukraine tiết lộ rằng các nước phương Tây đã đưa ra những điều kiện khó khăn cho Tổng thống Volodymyr Zelensky nếu Kiev muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về quân sự và tài chính. Điều kiện của phương Tây đặt ra là nếu họ viện trợ cho Ukraine, Kiev phải kiểm soát số tiền này, không để xảy ra tình trạng tham nhũng, hối lộ. Trong khi sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn còn cao ở Mỹ và châu Âu, một số quan chức Mỹ đã bắt đầu bày tỏ lo ngại về nguy cơ tham nhũng trong các nỗ lực tái thiết sau chiến tranh. Trong khi những người khác bày tỏ lo ngại rằng vũ khí của Mỹ có thể bị chuyển hướng hoặc bị đánh cắp để bán lại. Các đảng viên Cộng hòa của Mỹ đã kêu gọi kiểm tra cách thức viện trợ đang được sử dụng và một số người cho rằng khoản viện trợ này là quá mức và nên bị hạn chế. Với đất nước hiện đang quá phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, với gần một nửa ngân sách là viện trợ của phương Tây, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự bất ổn về tài chính đều có thể làm xói mòn niềm tin giữa các quốc gia viện trợ. Kể từ thời điểm cuộc xung đột bắt đầu, một câu hỏi mở đã được đặt ra là Ukraine sẽ có thể dựa vào sự hỗ trợ của phương Tây trong bao lâu. Đó đều là những nguy cơ mà Tổng thống Zelensky phải tính đến
bởi ông vẫn chưa biết cuộc chiến sẽ kéo dài đến khi nào. Mỹ và phương Tây rất thận trọng trong mọi quyết định, nhưng sự thận trọng đó lại khiến Ukraine sốt ruột. Trong khi Kiev cần thêm nhiều xe tăng tiên tiến trên chiến trường, yếu tố thời gian chuyển giao đóng vai trò quyết định. Phát biểu ngay sau khi Mỹ tuyên bố gửi xe tăng Abrams, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh điểm then chốt giúp Kiev chống lại Nga là tốc độ chuyển giao và số lượng vũ khí. Một trong những lý do khiến Ukraine muốn được tiếp viện xe tăng Leopard 2 của Đức từ sớm, bởi đây là loại xe tăng hiện đại nhưng dễ vận hành và dễ bảo trì hơn so với xe tăng Abrams của Mỹ. Các quan chức Mỹ trong khi đó cho biết quá trình mua xe tăng Abrams sẽ mất vài tháng, đồng nghĩa sẽ vài tháng nữa Ukraine mới có xe. Phía Mỹ cũng lưu ý thời gian huấn luyện của Abrams sẽ dài hơn do loại xe tăng này tinh vi hơn. Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện toàn diện cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng Abrams, vốn dĩ đòi hỏi khả năng bảo trì đáng kể một khi đã được triển khai. Các đợt huấn luyện này sẽ diễn ra bên ngoài Ukraine. Còn về phía Nga thì sao? Một trong những làn danh đỏ mà Nga lặp lại nhiều lần cảnh báo là việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí hiện đại hạng nặng cho Ukraine. Ông Konstantin Garilov, trưởng đoàn Nga tại đàm phán Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí cho biết, Ukraine càng nhận nhiều viện trợ từ phương Tây thì chiến dịch đặc biệt sẽ càng lớn. Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi vũ khí tới Ukraine sẽ kéo dài cuộc xung đột nhưng sẽ không thay đổi được kết cục. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết xe tăng Đức sẽ bị đốt cháy như những vũ khí khác của phương Tây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục bình luận quốc tế của báo Nghệ An. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.